Hôm nay mình sẽ nói về cái tay DualShock 4 này nha. Trên tay mình hiện nay đó chính là cái tay cầm DualShock 4, tức là tay cầm dành cho PlayStation 4 á. Thì đây là phiên bản không dây nha, các bạn thấy là wireless control nè. Thì mình nói về cái tay này á, hôm nay mình sẽ không có khui siêu cái tay này, mà mình sẽ nói về cái hộp mới của cái PlayStation 4 đối với cái tay cầm á, thì sẽ có cái gì ha. Thì ở mặt trước á, mình sẽ có một cái con tem 7 màu nha. Các bạn thấy rằng là khi mình đảo cái này á, thì nó sẽ đảo màu nha. Và ở đây nó ghi rất rõ đó là sản phẩm chính hãng Việt Nam, bảo hành 12 tháng. Rồi, với cái mặt trên của nó thì nó sẽ có một cái con tem. Đó, một cái con tem này nó sẽ là một cái con tem zin. Mình thấy rằng có một cái chữ Sony in M đây nè. Và khi mình lột cái tem này ra thì có nghĩa là cái tay cầm này đã bị bóc ra rồi và nó không còn mới 100% nữa. Nhưng mà cái này mình sẽ để nguyên nha, mình sẽ để nguyên như vậy luôn. Rồi, ở phía mặt bên trái á, thì mình sẽ có một cái số thông tin, ví dụ như là số series của nó và cái tên của nó là DualShock 4. Ở đây thì nó ghi rất rõ đó là tay cầm CUHZCT2G, đây là cái mã của nó. Và cái tay này mình mua ở Bách Tùng PS nha. Rồi, với cái mặt phía bên phải này á, thì mình sẽ có một cái con tem có chữ tiếng Việt và ghi rất là rõ ở đây đó là tay chơi game DualShock 4 model CUHZCT2G. Đó, và nhà sản xuất nó ghi rất là rõ đó là sản phẩm của Sony Interactive Entertainment, có nghĩa là tay này là tay chính hãng. Và địa chỉ của nó là ở 171 Konan Minatoku, Tokyo, Nhật Bản. Tên nhà nhập khẩu đó là Electronic Sony Electronic Việt Nam. Đó. Và xuất xứ của nó là xuất xứ Trung Quốc nha. Xuất xứ của nó là Trung Quốc. Năm sản xuất là năm 2023 và ngày xuất kho của nó là ngày 6 tháng 7 năm 2024. Và hôm nay là ngày 6 tháng 8 năm 2024 nha. Có nghĩa là nó đã được 1 tháng rồi. Tay này đã xuất được 1 tháng rồi. Đó. Ngày 6 tháng 7 và hôm nay là ngày 6 tháng 8. Về các cái hướng dẫn á, thì nó sẽ có một cái cuốn sách hướng dẫn ở bên trong này. Ở cái mặt sau của nó thì nó sẽ có một số thông số kỹ thuật ha. Ví dụ như là nó hỗ trợ cái firmware là 3.05 trở về sau nè. Đó, ở bên này thì mình có các cái thông tin đó là cái USB cáp là không kèm theo trong hộp. Có nghĩa là cái dây sạc của cái tay cầm này nó sẽ không có trong hộp này mà mình buộc mình phải mua riêng ở ngoài nha. Đó, nên là các bạn mở ra mà không thấy nào đâu hết thì chắc chắn một điều là không có. Ở dưới này thì chữ tiếng Nhật và bên này là chữ tiếng Hàn ha. Rồi, ở đây thì mình thấy rằng nó có một cái thông báo đó chính là tháng sản xuất của nó là tháng 3 năm 2023. Rồi, còn lại thì nó chỉ là một số các cái thông tin khác ha. Đó, thì như các bạn đã biết là cái tay DualShock 4 này hiện nay là mình thấy rằng là trên thị trường rất là hiếm người bán tay mới, chỉ toàn là tay cũ thôi. Nên là để tìm được một cái tay mới thì cũng rất là khó khăn ha. Mua được một cái tay mới này mà chính hãng nè, rất là khó, bởi vì như các bạn đã biết là trên thị trường tay fake rất là nhiều ha. Chỉ có người mua mới nhầm, chứ người bán rất khó nhầm. Và trên tay mình đây là một cái phiên bản là mới hoàn toàn 100%. Và mình đang trên tay nó. Thế thì mình sẽ không có bóc ra mà mình sẽ để lại như này để mình làm kỷ niệm ha. Và nếu như sau này khi mà mình thấy rằng là nó có giá thì mình sẽ bán ở nó với cái giá cao hơn là mình hy vọng như vậy. Còn lại thì các cái tay cũ trên thị trường hiện nay rất là nhiều rồi. Và mình thấy rằng là những cái tay đó thì nó đã qua thời gian sử dụng và rất hiếm tay mới. Nên là mình sưu tập được một cái tay mới này mình rất là thích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này của mình.